Chiều nay ngày 14 tháng 11, Ban chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số và thực hiện đề án số 06 tỉnh họp đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và thực hiện đề án số 06 quý 3, bàn phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2024. Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban ngành, đoàn thể, thành viên ban chỉ đạo cấp tỉnh. Quý 3, với sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và đề án số 06 của tỉnh đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ. Đến nay, đã cắt giảm thời gian giải quyết đối với 977 thủ tục hành chính, cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết so với quy định của Trung ương. Có gần 40.000 lượt hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết, tiết kiệm được khoảng 37 tỷ đồng. Lào Cai xếp thứ 11 trên 63 tỉnh, thành phố trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia trong chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính. Thực hiện đề án số 06 về dịch vụ công trực tuyến, Lào Cai đạt 84,54 trên 100 điểm, đứng thứ 12 trên 63 tỉnh, thành phố. Toàn tỉnh thu nhận được hơn 536.000 hồ sơ đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử, đạt 90,38%. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện, một số tồn tại, hạn chế, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao các chỉ số trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường đề nghị các cơ quan, đơn vị địa phương tiếp tục rà soát triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, thực hiện sắp xếp tinh gọn, kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, gắn trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ cải cách hành chính, coi đây là thước đo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ trong năm 2024 còn một tháng rưỡi nữa, yêu cầu là phải công bố được đầy đủ 500 cái thủ tục hành chính. Và nếu thủ tục nào không công bố được ấy, thì các đồng chí ở các sở ngành ấy, cái này cũng là những cái mà trong quá trình thực hiện nhiệm vụ là các đồng chí phải thực hiện. Và thủ tục hành chính nội bộ thì bây giờ nó là phải công bố. Thế còn bây giờ thì tôi cứ nghe lại các đồng chí có nói rằng là đưa lên ấy, thì có thể là đưa từ từ. Thì cái đấy phải xem kỹ xem là đưa hết lên hay đưa như thế nào. Nhưng bây giờ trước mắt phải công bố đã. Thì trong năm 2024 này các đồng chí phải công bố tất. Đối với chuyển đổi số, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị tiếp tục triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch, đề xuất các giải pháp mang tính đột phá trong chuyển đổi số, tăng cường kiểm tra, đánh giá, kịp thời khắc phục những tồn tại về an ninh mạng, an toàn thông tin. Về thực hiện đề án số 06, phấn đấu đến ngày 20 tháng 11 năm 2024, hoàn thành cấp căn cước cho công dân có đủ điều kiện, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử và thực hiện cập nhật, tích hợp thẻ bảo hiểm y tế lên ứng dụng VNEID.